Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 66, ngày 29, Tấm lòng dâng hiến, Kinh Thánh Côrintô nhất đoạn 16 câu 1 đến câu 4. Câu ghi nhớ Côrintô nhất đoạn 16 câu 2 phần A. Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em tùy khả năng của mình hãy dành ra một phần. Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em tùy khả năng của mình hãy dành ra một phần. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Côrintô nhất đoạn 16 câu 1 đến câu 4. Kinh Thánh Cựu Ước trang 100, Kinh Thánh Tân Ước trang 180. Chúng ta đọc câu 1 đến câu 4. Về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong câu 2 phần A. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu. Chắc lót là để dành. Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu. Chúng ta làm ở trong trang sách Nguyên tắc quyên góp. Một, cứ ngày ngày gì các em? Đầu tuần lễ. Ngày đầu tuần lễ là ngày thứ mấy? Đầu tuần lễ là ngày Chủ nhật. Chúng ta nhớ ha, ngày Chủ nhật là ngày thứ nhất rồi mới đến thứ hai. Bởi vì mình đi học á, mình có cái bài hát là thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan á, thì mình cứ nghĩ là thứ hai là ngày đầu tuần, thứ hai là ngày đầu tuần làm việc, đầu tuần để đi học, ngày làm việc giờ hành chánh. Còn đối với mình người tin Chúa thì Chủ nhật là ngày đầu tuần, là ngày đầu tiên ở trong tuần để mình thờ phượng Chúa. Và ở đây ông Phaolô nói rằng cứ ngày đầu tuần lễ, và có nghĩa là ngày Chủ nhật, thì mỗi một người, có nghĩa là từng người, là không chỉ mỗi gia đình, mỗi nhà, nhưng mà mỗi một người, có nghĩa là ở trong nhà đó có ba mẹ, anh chị em, rồi mình, thì mỗi một người đều để dành tiền, chứ không chỉ là ba mẹ hay là một người nào đó trong gia đình đại diện, nhưng mà mỗi một người trong gia đình, trong đó có cả các em nữa. Rồi mình làm gì? Tùy sức có nghĩa là mình có bao nhiêu thì mình để dành và mình dâng cho Chúa, không có quá sức của mình. Rồi tùy sức mình chắc lót. Chắc lót có nghĩa là để dành đó. Để dành riêng ra tùy cái khả năng của mình. Để dành tại, tại gì? Tại nhà mình. Có nghĩa là để sẵn ở nhà, chuẩn bị sẵn trước. Sứ đồ Phaolô kêu gọi đóng góp tiền vật chất giúp đỡ con cái Chúa đang bị khốn khó vì đói kém tại Jerusalem. Và chúng ta biết rằng
Hiện tại, ở những nơi bị dịch bệnh như ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bắc Giang, Bắc Ninh, ở Bình Dương và ở nhiều nơi khác đang bị dịch bệnh và họ phải bị cách ly rồi không có đi làm việc được ở nhà, và có nhiều người rất là khó khăn, không có đồ ăn để ăn và cần mọi người giúp đỡ, những ai có khả năng, có điều kiện để dành tiền để góp phần lại để giúp đỡ cho những người khó khăn như vậy có thức ăn, có đồ ăn mỗi ngày. Cho nên là ngày xưa ở trong Kinh Thánh, Phaolô kêu gọi để đóng góp cho Hội Thánh tại Jerusalem. Và ngày nay chúng ta cũng có thể để dành tiền để đóng góp cho nhà thờ của mình, để ở nhà thờ có thể đi giúp đỡ cho những cái gia đình khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cần chuẩn bị tiền dâng sẵn khi đến thờ phượng Chúa tùy theo khả năng của mình. Đó là cách dâng hiến Chúa vui lòng. Và khi đi nhà thờ thì mình cũng chuẩn bị sẵn một số tiền để mình dâng vào trong hộp, dâng cho Chúa ở trong ban thiếu nhi. Số tiền này có thể là từ cái số tiền ăn sáng của các em, ba mẹ cho thì các em để dành ra một ít trong số đó để mình dâng cho Chúa. Hoặc là mình để dành ở trong nhiều ngày, ở trong cả tuần, mỗi ngày mình để dành một ít, rồi đến Chủ nhật mình đi nhà thờ, mình thờ phượng Chúa thì mình dâng cho Chúa ở trong cái tiền dâng của thiếu nhi hoặc là của hội thánh. Bây giờ ở trong lúc dịch bệnh mà chúng ta không đến nhà thờ được thì chúng ta cứ để dành ở đó. Khi nào chúng ta đi nhà thờ được, chúng ta sẽ dâng hiến, hoặc là chúng ta sẽ nhờ người lớn dâng cái số tiền đó bằng cách là chuyển khoản cho những tài khoản của ban thiếu nhi hoặc là của nhà thờ của mình, để dâng cho Chúa cái số tiền mà mình đã để dành sẵn. Thực hành, em chuẩn bị tiền dâng hiến cho Chúa như thế nào? Mình thường dâng cho Chúa tiền nào là của mẹ cho, của mình để dành, hoặc là em không dâng hiến thì em chọn cái nào? Hy vọng rằng không có em nào không dâng hiến cho Chúa. Mình dâng cho Chúa ít nhiều gì thì cũng là tấm lòng của mình dâng cho Chúa. Các em có nhớ một em bé đã dâng cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá không? Đây là chỉ là một phần ăn của em bé đó thôi, nhưng mà em bé đã dâng cho Chúa, và Chúa đã dùng 5 cái bánh và 2 con cá này để hóa ra nhiều bánh và cho hơn 5.000 người ăn được no, và còn dư 12 giỏ đầy. Đó là phép lạ của Chúa. Cho nên mình đừng có nói rằng là mình có ít tiền mà mình không dâng. Mình cứ dâng cho Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho mình, và Chúa sẽ dùng cái số tiền nhỏ đó để làm lợi ra trong công việc lớn. Cho nên có thể em dâng từ tiền mẹ của em cho em, và em cũng có thể để dành tiền để em dâng cho Chúa. Ở đây cái hình dâng hiến ở trong lớp thiếu nhi, khi mình đến giờ thờ phượng mình dâng tiền cho Chúa. Gợi ý cầu nguyện: cảm ơn Chúa dạy con cách dâng hiến đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con biết để dành tiền dâng hiến cho Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý nhau trong lời cầu nguyện nhé. Cảm ơn Chúa dạy con cách dâng hiến đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con biết để dành tiền dâng hiến cho Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.